hit me. Hello, chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Và hôm nay chơi giả nhân. Sáng ngày mai có nghĩa là cái thời điểm này mà các bạn đang coi clip này, chắc là mình đang ở dưới nhà bà của mình tổ chức 20 tháng 10. Giống như ngày hôm qua clip qua nói rồi. Tại vì là nó trùng với cái ngày ăn chay ngày 15, cho nên là tụi mình sẽ phải rời sang cái ngày hôm sau để tổ chức. Chưa gì đã nghe các bậc phụ huynh lên lịch là tẩm bột, chiên gà, chiên mực, chiên tôm. Rồi sẽ không có cái gì nhậu nhẹt. Không có gì luôn. Bia đồ là hỏng rồi đó. Uống nhiều hại người. Mà uống bao nhiêu năm rồi kiểu như là mình cũng không biết uống bia là gì luôn. Nếu mà có vui đồ thì 1-2 ly thôi. Chứ chưa bao giờ. Ôi, thấy không? Eo ơi, chơi dã nhân mà gặp bên là khoai lắm luôn ấy. Nó kéo một cái là rớt luôn, rớt đài luôn. Và các bạn biết rồi, mình thì chơi dã nhân không có được hay lắm, cho nên là mình tự biết lượng sức mình. Và dĩ nhiên là cái nhân vật này lúc nào cũng sẽ có một cái con số rất là đẹp, đó chính là số 0 ở trong cái bảng nhân vật của mình. Tại vì muốn lên điểm của nhân vật này phải chơi nó vào trong rank. Nhưng mà nhân vật là no problem luôn. Mình cũng không hiểu tại sao mình đi rất nhiều trận rank, mình gặp rất là nhiều bạn dã nhân. Và các bạn biết không, có một cái câu chuyện rất là thần kỳ. Đó chính là mang dã nhân vô trong rank để đi sửa máy, không cứu người luôn. Wow. Lúc đó cảm giác mình kiểu, ủa cái gì vậy trời? Nguyên trận đấu á, chỉ có việc là thổi kèn của con lợn thôi. Còn đâu là kệ luôn. Quá sợ luôn mọi người, rất là sợ. Vì cũng trận đấu đó, dĩ nhiên các bạn biết rồi, nó chỉ thua thôi, nó không thể thắng được. Nếu mà thắng là mình đã đăng clip lên rồi. Đây để ra support cho bà mù. Mặc dù là mình cũng kiểu chơi cũng không được hay, nhưng mà cũng ra sân si để tạo sự nguy hiểm. Hay, có cả nước chua rồi, mắm chua rồi. Mỹ nhân đâu, giật sợ đi mỹ nhân. Ô, nó nhấc lên rồi. Trời ơi, xa quá mọi người ơi, không có tới kịp. Nhân vật này thì để lại dấu chân rất là lâu, bởi vì ổng cưỡi thêm cộng sự của ổng là con lợn ấy. Miền Nam gọi là con heo. Thì các bạn có thể lên cái nhánh mất dấu chân nhân vật này ha. Và trong đây thì có thể là thoải mái mang tất cả những cái nhánh mà các bạn thích. Ví dụ như là 39 chẳng hạn, không bắt buộc phải 36 đâu. Vô đây là thân ai nấy lo, chứ Hunter uống thuốc vô là bá lắm. Sợ bị xỉu. Sợ mà tím đập bịch 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 bịch. Quá sợ luôn. Cái thứ hai là phải cho heo nghỉ đúng thời gian nhá. Thấy heo mà sắp hết năng lượng rồi là phải cho nó nghỉ liền. Nếu không là thời gian hồi của các bạn sẽ rất là lâu luôn. Còn việc cứu bóng thì mình không đạt được cảnh giới đó. Tự lượng sức mình cho nên là chơi 82 thôi. Đó. Ôi giời ơi, khổ thân thôi chưa. Sợ mình tông sao? Mặc dù cái độ nguy hiểm của mình là không, nhưng mà bạn ấy cứ tưởng mình là 10. Đuổi nữa. Tới nè. Yo. Đè hiu. Ok. Tông dơ nhưng mà được cái là cũng được. Cửa cho bạn ấy sống thêm lần nữa, đỡ lên ghế. Dạo này thì trời cũng mưa rất là to luôn. Hôm qua mây nó cũng không có quá nhiều, nhưng mà các bạn biết không? Trời ơi,
có nhất thiết cần phải làm thế không anh? Ôi ơi, đừng quay tay nữa. Ừ, vậy đi, tông hụt rồi. Này, đừng có qua đây nữa. Chúng mình cùng ăn thực vật như nhau mà. Mình ăn cám, bạn ăn cỏ mà. Ồ, tính ra bạn mù chưa chết à? Vậy là số vẫn chưa tận đấy chao ấy, trời ơi. Nhưng mà phải công nhận một điều đó chính là dã nhân mà thổi huýt sáo ấy, cứ rất là khó chịu luôn. Tự nhiên đang đùng đùng đi bình thường như thế này mà Hunter mất hết dấu tai luôn. Rất là bực bội, thật sự rất là bực bội. Kể cả những lúc mà có nhìn thấy dấu chân của Sveipo đi chăng nữa, nhưng mà không thấy cái dấu tai thì không biết mọi người sao, chứ mình chơi Hunter mà mình không thấy cái dấu tai là mình rất là bực luôn. Nhất là những cái lúc mà mình đi kiếm người mà kiểu kiếm nhầm máy ấy, thấy cái máy nó rung rung nhưng mà tới chả thấy ai, ví dụ như vậy. Ok, còn cái súng cứu được. Nó không có lên phân khích mà, sợ gì. Ừ, vậy đó, chiến thắng rồi đó. Tới nè. Đúng rồi. Rồi, bắt đầu hành trình. Cố gắng hết sức cứu tẩm liệm. Còn đúng một máy à. Nay gặp được cái team thần kỳ. Ông thần giải mã. Tới nè. Chạy đi. Rồi. Nữa nè. Ôi giời ơi, khổ thân tôi chưa. Chán ghê luôn á. Rồi chết rồi. Ôi chết rồi. Ui giời ơi. Hay. Bạn này vẫn chưa chết. Để mình cover chơi thêm một đòn nữa. Tính ra ông này số cao, số ông này với bà mù nha. Rồi lên luôn. Ok. Nó 1-2 nó phải đuổi được tầm liệm ấy. Tính ra là hên đấy chứ mọi người. Chết rồi, nổ máy chưa? Chưa, tầm liệm bay rồi. Ờ, cứu bé. Ờ, ngon. Đã súng còn sọ nữa. Đã quá mọi người ơi. Tầm liệm bay chưa? Bay rồi, thương ghê. Không cover được. Ôi, cái này có cái xà beng luôn nè. Nói chung là cái điện thoại nào mà nó sáng là cái điện thoại đó có xà beng. Đây là một cái gọi là kinh nghiệm được mọi người share là. Và mình rất là happy khi mà mình được listen, mình được learn mọi thứ about you. Úi dồi ôi. Chết đi, con quỷ. Con heo của mình giống như trượt patin đó mọi người. Nó không có một cái gì gọi là nó bước đi luôn á. Trượt 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 trượt. Đó đây đây đây, thấy không? Trượt 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 vậy đó. Đó. Nhìn vui nhỉ. Trời ơi, đánh cái gì vậy? Thôi chết rồi. Nó kìa. Có án mạng rồi. Hai đánh mỹ nhân. Lợn của mình thì ôi ôi. Ôi ôi anh ơi. Móc đi. Cai bên thì chỉ cai xung quanh mấy khu này thôi này. Úi giời ơi. Đừng để nó móc trúng là được. Ngon, mình đẩy lên luôn này. Ra chuồng gà chơi liền. Đi ra nhanh chuồng gà. Thôi đi vô thôi mọi người ơi, tay không đánh giặc rồi, sợ quá. Nó móc một cái là chết luôn. Thắng không?
Trời ơi, giờ chúng nó đi cùng nhau. Sự nguy hiểm. Sáng phải đi chợ sớm. Ngày mai là phải dậy sớm. Có nghĩa là ngày hôm nay, trời ơi, công nhận. Nói những cái tương lai mà mình không biết phải nói là sao luôn. Wow, tới kìa. Tới rồi kìa. Ủa? Giật sọ nó đi luôn. Giết nó. Rồi vô xem Ramu mọi người ơi. 1, 2, 3, 4, 4 người thoát rồi. Bạn này chắc không ai cứu nhỉ. Mình nghĩ vậy. Trời ơi. Cái chổi lau nhà đang chạy. Mình nghĩ là chắc cũng thoát được thôi. Nhưng mà kiểu cổng mở chưa? Đó rồi này, mở cổng hết rồi. Ui dồi, quả bay đầy đầu. Vô thôi. Yes. Mỹ mãn rồi mọi người. Gặp ông thần giải máy phải như thế này chứ. Úi dồi ôi. Sợ luôn. Ok, vậy là mình sẽ kết thúc video clip đây nha. Hẹn gặp lại mọi người vào video lần sau. Chúc các bạn có một buổi sáng vui vẻ nha. Bye bye cả nhà yêu của Kem.